Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 với phụ huynh. Chúng ta đang học bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống nè. Trong lĩnh hôm nay ở trong bài trước á, bài 27 thì thầy đã quay xong cho các em ở cái tiết 1 và các em đã nắm được hai cái dạng bài tập rồi. Hai dạng bài tập thì thầy gọi là bài toán 1, bài toán 2. Bài toán 1 là dạng nhỏ, còn bài toán 2 là dạng tìm tổng. Đối với bài toán 1 thì chúng ta sẽ là nhân m phần n nhân với a, còn đối với bài toán 2 thì em lấy b chia cho m phần n. Em nhớ thế nào, nhớ là muốn giỏi toán là em phải có công thức nào đó, là chúng ta phải thuộc, học thuộc và nhớ là phải hiểu để mà vận dụng được các bài tập người ta đưa ra, phải xác định được đâu là cái bài toán 1 và đâu là bài toán 2 nha. Câu A này, ở đây người ta yêu cầu tính 4 phần 5 của thấy của đấy, nghĩa là cái này chắc chắn nó sẽ rơi vào bài toán nào, bài toán 1. Muốn đi tìm m phần n của A, của A thì chúng ta lấy A nhân như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 100 nhân cho 4 phần 5. Như vậy 100 chia cho 5 bằng 20, 20 nhân 4 là bằng 80. 1 phần 4 của âm 8 thì lấy 1 phần 4 nhân cho, ở đây cho âm 8. Như vậy thì hay nói lấy cái khác này lấy âm 8 nhân, cái nào nhân đứng trước cũng được em. Như vậy âm 8 chia cho 4 là bằng âm 2, xong. Vậy thôi. Hiểu không? Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo. Dễ mà, đâu có khó gì đâu mà, đúng chưa? Ta đi sang ở cái câu 6.35. 2 phần 5 của 30 mét là bao nhiêu? Đấy. Như vậy chứng tỏ ở đây của này, 2 phần 5 của 30 mét là bao nhiêu? Như vậy thì nó là bài toán 1 hay bài toán 2? Nó cũng là bài toán 1 chứ không phải bài toán 2 nha. Như vậy các em sẽ lấy 2 phần 5 nhân cho 30. Đây này, 2 phần 5 của 30 mét là bao nhiêu mét? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 30 chia cho 5 bằng 6, 6 x 2 là bằng 10, 12 mét. Được chưa? 3 phần 4 ha là bao nhiêu mét vuông? Ha đây là hecta. Hecta mà đổi ra mét vuông. Em hiểu nè. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ lấy 3 phần 4, thầy đố em nhân cho bao nhiêu? 1 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông em? Nhớ này này này, 1 ha là bằng 10.000 cái nhé, 10.000 mét vuông, phải nắm cái này một cái nha. Như vậy 3 phần 4, như vậy thì ở đây các em sẽ nhân cho 10.000, đúng không nào? Như vậy các em sẽ lấy 3 nhân cho 10.000 chia cho 4 là bằng 7.500 mét vuông. Mét vuông là m mũ 2 đấy. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 6.36. Đấy, bây giờ nè, ha. Bài 6.36 thì người ta nói là tìm một số này, có tìm một số trên đỉnh nữa này. Chắc chắn nó chính là dạng gì? Dạng 2, là bài toán tổng. Ha. Đây là những cái bài đơn giản. Đối với những cái bài toán này, ta nói em có một số bài toán cực kỳ khó em. Đặc biệt là những bài toán toán ngược. Những bài toán tính ngược em. Ví dụ, ta lấy ví dụ như là người ta cho cái số bi ấy, lấy ra là 2 phần 3. Như vậy thì còn lại số bi trong đó là bao nhiêu? Thì mình phải biết nó chính là 1 phần 3. Bằng cách nào để biết được nó là 1 phần 3? Thì em sẽ lấy 1 trừ cho 2 phần 3. Những cái dạng toán đó là toán ngược nó mới khó. Chứ còn những cái bài này thì nó chủ yếu áp dụng công thức không mà, đâu có gì khó đâu. Nãy giờ tới thời điểm sắp tới cái bài 6.36 này chưa khó nha nha. 2 phần 7 của số đó là 145 thì cái câu A thì em ghi thầy là số đó. Đối với dạng này phải có câu này nhá, số đó là. Nhưng mà các em sẽ lấy 145 các em chia gì? 2 phần 7. Đó. Như vậy 145 chia thì trở thành là nhân 7 phần 2. Được không nào? 145 nhân cho 7 bằng chia cho 2. Đó. Cái này không chẳng nghe, nó ra là 1.115 phần 2. Được chưa nào? Câu B, âm 36 là 3 phần 8 của số đó. Như vậy số đó là, như vậy các em lấy âm 36, các em chia cho 3 phần 8. Như vậy các em lấy âm 36 nhân cho 8 phần 3, đúng không? 8 phần 3. Các em lấy 36 chia 3 thì bằng 12. 12 nhân cho 8 là bằng âm 96, đúng chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài cuối cùng là cúng cùi ha, là bài 6.317.
Ok rồi. Thầy nói trước hồi nãy giờ chỉ có áp dụng công thức cho không khó gì cả, chưa khó gì hết. Được không nè? 6.37 này. Tàu ngầm lớp kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn sâu tối đa là 300 mét. Sâu ghê anh em ha. Để thực hiện nhiệm vụ, tàu cần lặn tới độ sâu 2 phần 5. 2 phần 5 của độ sâu tối đa. Em hãy tính xem khi đó tàu cách mực nước biển là bao nhiêu mét. 2 phần 5. 2 phần 5 của 30. Đấy, chúng ta hiểu như thế. Nghĩa là chúng ta phải đi tìm, gọi là tìm 2 phần 5 của 3 300 chứ, 300 mét. Đấy, thì cái này đó chính là bài toán 1 hay bài toán 2? Đó chính là bài toán 1. Đấy, nghĩa là 300 này chia làm mấy phần? 300 sẽ chia làm 5 phần. Chứng tỏ mỗi phần sẽ là 60 mét. Trong đó khi đó chúng ta sẽ lấy mấy phần? 2 phần, chứng tỏ là 2 phần là 60 nhân 2 là bằng 120 mét. Đúng chưa? Khi đó tàu sẽ cách mực nước biển là 120 mét. Ok. Rồi. Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là độ sâu mà tàu lặn được. Lúc đó là như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 2 phần 5 kem nhân cho 300. Kết quả đây sẽ là bằng 120 120 m 60 nhân 2. Vậy lúc đó tàu cách mực nước biển là 120 mét. Cũng cái bài này nhưng người ta không hỏi là lúc đó tàu cách mực nước biển là bao nhiêu, mà người ta lại hỏi là tàu lúc đó tàu cách đấy là bao nhiêu, thì mình sẽ tính sao? Mình phải lấy gì 300 trừ cho 120 này. Đấy. Được nào? Thì sẽ ra được 180 mét. Em hình dung được không? Giả sử như thầy là giáo viên nha của các em ở trên lớp, thì thầy sẽ hỏi thêm một câu nữa. Giả sử như cái phần này là mực nước biển xuống ở đây đúng không? Đây là phần đáy này. Phần đáy ở đây là mực nước biển này. Nghĩa là thầy đưa ra một cái bài toán tính ngược nữa. Khi đó ví dụ ở đây là mấy phần? Một phần, hai phần, ba phần, bốn phần, năm phần, một, hai, ba. Khi đó tàu nó lặn xuống tới đây này là tương ứng ở đây là 120 mét này. Đúng không? Bây giờ thầy không không hỏi là cách mực nước biển từ đây tới cái tàu đang nằm ở chỗ này này. Đó, cái tàu ngầm đang nằm chỗ đây thì cách mực nước biển ở đây là 120, nhưng thầy không hỏi cách mực nước biển mà thầy lại hỏi các em là khi đó cái tàu nó là cách cái đáy cát này là bao nhiêu, là tính đoạn này này mà tổng đoạn này là bao nhiêu, là 300 mét. Thì khi đó các em sẽ lấy 300 trừ cho 120 mét, nghĩa là chúng ta phải tính cái đoạn này ra. Thì chúng ta để tính cái đoạn nhỏ này, chúng ta phải lấy 300 trừ cho 120 thì ra được 180 mét cách đáy. Em hiểu chưa nào? Nghĩa là nếu như mà giáo viên hỏi thêm nữa để vận dụng một xíu để mà cái độ thông minh và độ nhanh nhạy của mình hình dung và chúng ta vẽ hình ra là mình sẽ thấy nghe. Hiểu chưa nào? Đó. Toán thì nó muôn màu muôn vẻ để hỏi nghe. Thầy mà dạy trên trường thầy hay hỏi những cái ngược lắm nghe. Ngoài những câu hỏi trong sách ra thì phải đưa cho học sinh một số cái bài để mà nâng cao cái bằng cách tính ngược em. Để mà ấy ha. Rồi. Còn về phần luyện tập chung thì các ví dụ thì thầy đề nghị chúng ta đọc rồi ở đây trong clip tiếp sau á thì thầy sẽ quay cho các em ở cái phần bài tập này này. Thầy đề nghị chúng ta sẽ làm phần bài tập này trước, sau đó trong clip tiếp theo á thì thầy sẽ quay cho em ở cái phần này nha. Thầy thì luôn luôn đưa các em bài tập trước. Đấy. Giải cái nào thầy sẽ đưa trước để các em tự giải trước rồi mình xem clip của thầy. Học như vậy thì nó có hiệu quả các em. Chứ mà các em xem của thầy sau á, mà các em xem trước á, xem trước thì không không tốt đâu em. Phải xem sau mà phải tự làm trước. Nhớ là như vậy. Rồi. Đúng rồi. Bên đây nữa nha. Bên đây là phần bài tập cuối chương chương 6. Tập cuối chương 6.
cái này tiếp tiếp theo nha. Bye bye anh em nha.